Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Việt Nhật tối ngày 4 tháng 10 của Ohio. Sau đây là những tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Nhật Bản công bố kết quả nghiên cứu về tác dụng phụ của vaccine AstraZeneca. Hơn 10% các cơ sở y tế được trang bị phòng chăm sóc giảm nhẹ ung thư đã đóng cửa và đình chỉ các phòng bệnh. Cầu ống nước Wakayama bắc qua sông Kinokawa sụp đổ, khoảng 60.000 ngôi nhà có thể bị mất nước. Cùng các tin tức khác về tỷ giá Yên Nhật, tình hình dịch bệnh và chuyên mục điểm tin nhanh đang nhận được nhiều sự quan tâm sẽ được Ohio đề cập trong bản tin tối nay. Mở đầu là các tin tức đến từ Nhật Bản. Đến 18 giờ 45 phút ngày 3 tháng 10, Nhật Bản ghi nhận có 965 ca nhiễm mới, số ca bệnh nặng giảm 23 ca so với ngày hôm trước xuống còn 696 ca. Có ghi nhận 17 trường hợp tử vong. Một nhóm nghiên cứu thuộc Bộ Y tế Nhật Bản đã phân tích các triệu chứng của 179 người sau khi được tiêm mũi đầu tiên của AstraZeneca tại 8 cơ sở y tế trên toàn quốc kể từ tháng 8. 66% cảm thấy mệt mỏi, 51% bị đau đầu và 47% sốt từ 37,5 độ C trở lên. Vậy là cứ 3 người thì có 2 người cảm thấy mệt sau khi tiêm liều thứ nhất. Các triệu chứng này hầu hết xảy ra tại 1 hoặc 2 ngày sau khi được tiêm và xuất hiện nhiều ở những người trẻ tuổi. Khi sự lây nhiễm virus corona chủng mới lan rộng, chính quyền Nhật Bản đã quyết định sẽ sử dụng các cơ sở chăm sóc y tế để chấp nhận bệnh nhân nhiễm COVID. Khu chăm sóc giảm nhẹ làm giảm cơn đau của bệnh ung thư cũng bị ảnh hưởng do có nhiều phòng riêng và dễ kiểm soát nhiễm trùng nên đã được chuyển sang để tiếp nhận bệnh nhân COVID. Và vào giữa tháng 9, giữa cái gọi là làn sóng thứ 5, hơn 10% cơ sở y tế trên toàn quốc có khu chăm sóc giảm nhẹ đã phải đóng cửa hoặc tạm ngừng hoạt động. Vào 3 giờ 40 phút chiều ngày 3 tháng 10, một cây cầu ống nước dẫn nước máy qua sông Kinokawa chảy qua thành phố Wakayama đã bị sập. Theo giới chức thành phố, nguy cơ có tới khoảng 60.000 hộ dân sẽ bị mất nước. Ngay lập tức, thành phố Wakayama đã mở trụ sở ứng phó khẩn cấp do thị trưởng Masahiro Obana đứng đầu, yêu cầu chính quyền địa phương trong tỉnh hỗ trợ khẩn cấp và khẩn trương đặt các xe chở nước để tới hỗ trợ người dân. Tiếp sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với thông tin thời tiết. Hôm nay, thứ Hai ngày 4, phía Tây Nhật Bản và phía Đông Nhật Bản vẫn nằm trong giải khí áp cao và sẽ có nắng. Ở phía biển Nhật Bản, có nguy cơ xuất hiện mưa rào do ảnh hưởng của không khí ẩm. Vào ban ngày, nhiệt độ tăng lên khoảng 30 độ C. Quý vị cần đề phòng chênh lệch nhiệt độ giữa buổi sáng và buổi trưa. Mặt khác, do một luồng không khí lạnh đi qua khu vực Hokkaido nên sẽ có nguy cơ xảy ra mưa lớn và sét đánh. Tiếp theo là các tin chính tại Việt Nam. Hôm qua ngày 3 tháng 10, trên hệ thống quản lý ca bệnh quốc gia ghi nhận có thêm 5.376 ca nhiễm mới, 28.859 bệnh nhân được ra viện và 114 ca tử vong trong ngày. Trong 2 ngày mùng 10 và 11 tháng 10, đợt gió mùa đông bắc mạnh nhất từ đầu mùa sẽ tràn xuống miền Bắc, khiến cho không khí giảm từ 4 đến 6 độ so với hiện nay. Ông Trần Quang Năng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong tháng 10 sẽ có từ 2 đến 3 đợt không khí lạnh làm nền nhiệt trung bình ban ngày ở miền Bắc giảm xuống dưới 25 độ C. Mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn năm trước, rét đậm, rét hại có thể xuất hiện trước ngày 25 tháng 12, ông Năng nói. Sau đây là chuyên mục điểm tin 24 giờ tại Việt Nam. Thủ tướng chỉ đạo gấp về khôi phục sản xuất kinh doanh. Khai mạc hội nghị Trung ương 4 khóa 8. Hải Phòng từ chối mở lại đường bay nội địa. Đề xuất vay 446 triệu USD mở rộng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành. Tiếp đến là chuyên mục điểm tin thế giới. Hồ sơ Pandora hé lộ tài sản của hơn 100 tỷ phú và nguyên thủ. Triều Tiên khôi phục liên lạc với Hàn Quốc. Malaysia cân nhắc mở biên tháng 12. Mỹ kêu gọi Trung Quốc giảm áp lực lên Đài Loan. Cuối bản tin là tỷ giá Yên Nhật cập nhật đến 19 giờ ngày 4 tháng 10. Giá một yên mua đang là 200,05 đồng bằng tiền mặt và 202,07 đồng bằng chuyển khoản. Yên Nhật đang có giá bán là 210,55 đồng theo Vietcombank. Tỷ giá theo các dịch vụ chuyển tiền khác, quý vị vui lòng theo dõi trên màn hình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin tối ngày 4 tháng 10. Hẹn quý vị vào số tiếp theo của bản tin Việt Nhật. Ohayo xin kính chào và hẹn gặp lại.